Thân chào các em. Rất hân hạnh được gặp các em trong chương trình bổ trợ toán đại học. Ở bài số 1 là ở bài trước, cô đã giới thiệu với các em về tích phân bội 2, ba công thức đặc biệt dùng để tính tích phân bội 2. Hôm nay cô sẽ cho các em các ví dụ cụ thể về tính tích phân bội 2 và một cái ý kế tiếp sau ví dụ, đó là đổi thứ tự lấy tích phân. Bây giờ trước hết cô mời các em xem ví dụ về tính tích phân bội 2. Ví dụ thứ nhất, tính tích phân sau. Tích phân bội 2 trên miền D x bình phương y dx dy, với D là tam giác với các đỉnh O có tọa độ 0,0, điểm A có tọa độ 1,0, điểm B có tọa độ 1,1. Trước hết để giải ví dụ này thì các em phải vẽ hình, vẽ miền D trước. Điểm O tọa độ 0,0 là góc tọa độ. Điểm A tọa độ 1,0 và điểm B tọa độ 1,1. Mời các em quan sát miền D như trên màn hình. Đây là miền D. Điểm A tọa độ 1,0 nằm trên trục hoành. Điểm B tọa độ 1,1. Điểm O tọa độ 0,0, điểm B tọa độ 1,1. Như vậy đường OB có phương trình là gì kem? Đường OB có phương trình là y bằng x. Còn trục hoành thì phương trình là y bằng 0. Nhìn vào miền D, kem có thể xác định được cận x dao động từ đâu đến đâu hay không? Kem thử suy nghĩ xem là cận của x và cận của y như thế nào. X á, là đi từ 0 đến 1. Còn y thì sao? Nếu như chúng ta nói rằng y đi từ 0 đến 1 thì miền D sẽ là hình vuông. X từ 0 đến 1, y cũng từ 0 đến 1 thì miền D sẽ là hình vuông. Nhưng ở đây không phải là hình vuông mà ở đây là một tam giác. Để gợi ý các em hãy xem cái mũi tên màu xanh, đó là chỉ sự biến thiên của y. Y á, là đi từ cái đường y bằng 0, đó là trục hoành, cho đến cái đường OB nè. Đường OB là y bằng x. Như vậy cận của miền D là x từ 0 đến 1 và y là từ 0 đến x. Đây là một cách để xác định cận của miền D. Hoặc là các em có thể xác định cách thứ hai. Cách thứ hai là nếu như chúng ta xác định cận y trước, y từ 0 đến 1 thì lúc đó x sẽ dao động từ đường x bằng y cho đến đường AB. Đường AB là x bằng 1. Cách thứ hai. Cô nhắc lại cách thứ hai để xác định cận của miền D. Cách thứ hai là y chạy từ 0 đến 1 và x là đi từ đường y, x bằng y nè, x dao động từ y đến 1. Trở lại cách thứ nhất, x đi từ 0 đến 1 và y đi từ 0 đến x. Bây giờ chúng ta sẽ tính tích phân này như sau. Miền D được giới hạn bởi ba đường chính x bằng 1, y bằng 0 và y bằng x. Cận của miền D là x lớn hơn hoặc bằng 0, bé hơn hoặc bằng 1, y lớn hơn hoặc bằng 0, nhỏ hơn hoặc bằng x. Vậy tích phân bội 2 trên D của hàm x bình y sẽ bằng tích phân từ 0 đến 1 dx nhân tích phân từ 0 đến x, x bình y dy. Chúng ta tính tích phân nào trước kem? Theo như công thức kem đã được học ở bài trước thì chúng ta sẽ tính tích phân nào trước. Tích phân nào ghi trước thì kem tính sau, và tích phân nào ghi sau kem lại tính trước. Như vậy là kem sẽ tính tích phân theo biến y trước. Tính tích phân theo biến y thì kem xem x là hằng số,
vì x bình phương ở đây sẽ được giữ nguyên. Và nguyên hàm của y là y bình phương trên 2. Và kem thế cận từ 0 đến x, kem thế cận vào chữ y. Nếu thế cận trên á thì nó sẽ ra là x bình phương trên 2 nhân x bình là x bình trên 4, là x bình phương trên 2. Còn nếu kem thế cận dưới, thế 0 vô á thì ở đây là y bằng 0 nè. Do đó thế cận dưới là hàm ra 0. Tóm lại là sau khi thế cận vô là chúng ta có là x bình phương nhân x bình phương là x mũ 4 trên 2. Rồi, bây giờ chúng ta lại tính tiếp tục tích phân theo biến x. X mũ 4 nguyên hàm là gì? X mũ 4 nguyên hàm là x mũ 5 trên 5. Kem thế cận từ 0 đến 1 thì đáp số sẽ là 1/5. 1/5 nhân với 1/2 là ra 1/10. Và đây là đáp số cuối cùng của ví dụ. Như vậy là các em đã quan sát xong ví dụ thứ nhất. Dù cách ghi miền D có đổi lại, nghĩa là các em xác định cận y từ 0 đến 1, x đi từ đường x bằng y đến đường x bằng 1, thì đáp số của tích phân vẫn là 1/10. Các em có thể tự giải với cách thứ hai. Bây giờ cô mời các em xem ví dụ thứ hai. Ví dụ tính tích phân sau. Tích phân trên miền D của hàm 3 cộng y với D là hình tròn tâm ô bán kính 1. Các em xem cái hình tròn như trên màn hình. Đây là hình tròn tâm ô bán kính là 1. Phương trình của đường tròn tâm ô bán kính 1 là gì? Công thức này các em đã được học ở lớp 12, phần hình học. Hình học phẳng. Phương trình của đường tròn tâm ô bán kính 1, phương trình là x bình cộng y bình bằng 1. Như vậy nếu như chúng ta tính y theo x thì y sẽ là cộng trừ căn bậc 2 của 1 trừ x bình phương. Như vậy cái nhánh nào thì y bằng căn của 1 trừ x bình và nhánh nào là y bằng trừ căn của 1 trừ x bình. Nửa đường tròn mà phía trên trục OX y không âm thì chúng ta sẽ có cái phương trình là y bằng căn của 1 trừ x bình phương. Và nửa cái đường tròn mà phía dưới trục OX y âm, như vậy thì nhận cái phương trình là y sẽ bằng trừ căn của 1 trừ x bình. Cô nhắc lại, y bằng trừ căn của 1 trừ x bình là phương trình của nửa đường tròn phía dưới trục hoành. Còn y bằng căn của 1 cộng căn của 1 trừ x bình thì đó chính là phương trình của nửa đường tròn phía trên trục hoành. Như vậy thì cái miền D là hình tròn tâm ô bán kính 1 này, cận của nó như thế nào? Các em thử xác định cận của miền D. Như vậy cận của D x là dao động từ trừ 1 đến 1. Và y gợi ý là cái mũi tên màu xanh. Các em có thể nhìn lên mũi tên màu xanh để xem gợi ý. Y là đi từ đường y bằng trừ căn của 1 trừ x bình cho đến căn của 1 trừ x bình. Bây giờ chúng ta ghi lại cận của miền D. Miền D được giới hạn bởi x từ trừ 1 đến 1, y lớn hơn hoặc bằng trừ căn của 1 trừ x bình cho đến căn của 1 trừ x bình, nhỏ hơn hoặc bằng căn của 1 trừ x bình. Như vậy tích phân bội 2 của hàm 3 cộng y sẽ được viết lại như sau. Tích phân từ trừ 1 đến 1 dx. Tích phân từ trừ căn của 1 trừ x bình đến căn của 1 trừ x bình 3 cộng y dy. Chúng ta tính tích phân nào trước các em? Tích phân nào mình ghi trước là mình sẽ tính sau, và tích phân nào ghi sau thì chúng ta lại tính trước. Như vậy là chúng ta sẽ tính tích phân nào trước?
Chúng ta sẽ tính tích phân theo biến y trước. Các em quan sát tích phân theo biến y. Cận á, là từ trừ căn bậc 2 đến căn bậc 2, như vậy cận lấy tích phân là đối xứng. Cận là đối xứng. Tích phân của 3 cộng y là sẽ bằng tích phân của 3 cộng tích phân của y. Tích phân theo biến y mà y mũ 1 á, tích phân của y mũ 1 là một hàm lẻ. Mà tích phân trên cận đối xứng thì tích phân của y á, là sẽ bằng 0. Như vậy là chỉ còn lại là tích phân của 3. À, tích phân của 3, tích phân của số 3 đó là tích phân của hằng số. Thì cái tích phân này nó sẽ bằng 3, và các em lấy cận trên trừ cận dưới là sẽ xong tích phân này, tích phân thứ hai nè. Như vậy cái đáp số của tích phân theo biến y là gì? Là 3 nè nhân cho 2 lần căn bậc 2 của 1 trừ x bình. Vì cận trên trừ cận dưới là bằng 2 lần căn của 1 trừ x bình. Tóm lại là 3 nhân 2 là 6 lần căn của 1 trừ x bình. Và các em sẽ điền cái đáp số đó vào đứng trước chữ dx và phía trong dấu tích phân. Bằng 6 lần tích phân từ trừ 1 đến 1 căn của 1 trừ x bình dx. Bây giờ cô sẽ đặt cái tích phân này là m. Tính m. Bài toán này là một bài toán rất mà đơn giản. Các em được học lớp 12 rồi. Đây là một bài bình thường, không có gì khó. Nhưng mà cô cũng sẽ ghi rõ chi tiết như trên màn hình. Các em xem qua. Đây là một cái hàm chẵn x bình phương. 1 trừ x bình phương căn bậc 2 này là một cái hàm chẵn. Mà cận ở đây là đối xứng. Tích phân của một hàm chẵn trên cận đối xứng. Như vậy tích phân này sẽ bằng 2 lần tích phân từ 0 đến 1 của hàm căn 1 trừ x bình phương, hoặc là nó sẽ bằng 2 lần tích phân từ trừ 1 đến 0 căn bậc 2 của 1 trừ x bình phương. Tóm lại là nó sẽ bằng 12 lần. 6 nhân 2 là 12. 12 lần tích phân từ 0 đến 1 căn của 1 trừ x bình phương. Và bây giờ ta sẽ tính tích phân này. Đó là m đó. Đây là bài toán mà các em sẽ dùng công thức đổi biến dạng 2. Ví dụ đặt x bằng sin t. Các em có thể đặt x bằng cos t. Ở đây cô giới thiệu một cách giải là đặt x bằng sin t. Nếu đặt x bằng sin t thì suy ra dx á, là bằng cos t nhân dt. Nếu x bằng sin t thì các em thử thế vào đây coi cái hàm này là bằng đại lượng gì đây? Căn của 1 trừ x bình là căn của 1 trừ sin bình t. Vậy là bằng căn bậc 2 của cos bình phương t, là bằng trị tuyệt đối của cos t. Trị tuyệt đối của cos t. Vậy nếu muốn bỏ trị tuyệt đối thì sao các em? Bây giờ còn một cái ý nữa là chúng ta phải đổi cận. Nếu x bằng 0 á, là 0 bằng sin t. Vậy là t bằng mấy? Sin của mấy bằng 0 đây? X bằng 0, sin t bằng 0, vậy suy ra t bằng 0. Cận trên nè, x bằng 1, sin t bằng 1, vậy t bằng mấy? Sin t bằng 1, vậy t bằng pi trên 2, 90 độ. Như vậy nếu cận x dao động từ 0 đến 1 thì cận t sẽ dao động từ 0 đến pi trên 2. Nếu như t mà chạy từ 0 đến pi trên 2 thì cos t âm hay dương các em? Từ 0 đến pi trên 2 đó là nằm ở góc phần tư thứ nhất. Góc ở phần tư thứ nhất thì cos t là dương. Như vậy thì căn của 1 trừ sin bình t là bằng căn bậc 2 của cos bình phương t, là bằng trị tuyệt đối của cos t. Nhưng nếu t từ 0 đến pi trên 2 thì cos t dương. Như vậy các em có thể bỏ trị tuyệt đối và ghi là cos t. Như vậy tích phân m được viết lại 12 lần chúng ta ghi cận t, tích phân từ 0 đến pi trên 2. Chỗ này là cos t, căn của 1 trừ x bình là cos t nè. Còn dx là cos t dt. Cos t nhân cos t là cos bình phương t dt. 12 là viết lại. Đến đây các em dùng công thức hạ bậc nâng cung. Cos bình phương t là bằng 1 cộng cos 2t trên 2.
12 trên 2 là 6. Nguyên hàm của 1 là T, và nguyên hàm của cos 2T là gì? Nguyên hàm của cos 2T là sin 2T trên 2. Và thế cận từ 0 đến pi trên 2. Và đáp số của bài này là 3 pi. Các em thử thế cận vào thử xem là đáp số có đúng là 3 pi hay không. Pi trên 2 thế vào T nè. Như vậy là chỗ này là pi trên 2 nè. Thế pi trên 2 vào đây là sin pi, sin pi là bằng 0. Chỉ còn pi trên 2 ở đây. Thế cận dưới là T là 0 nè. Là 0, sin của 0. Sin của 0 là gì? Sin của 0 là 0. Thế cận dưới là 0 và 0. Thế cận trên là pi trên 2. Như vậy 6 nhân pi trên 2 là 3 pi. Và đây chính là đáp số của ví dụ thứ 2. Cô mời các em xem tiếp một ví dụ khác về tính tích phân bội 2. Ví dụ thứ 3. Ví dụ thứ 3 là tính tích phân trên miền D của một cái hàm lượng giác, đó là sin y. D là miền phẳng giới hạn bởi các đường thẳng sau. Đường thứ nhất 2y bằng x, rồi đường y bằng 2x và đường x bằng pi. Thì để tính tích phân á, việc đầu tiên á, là các em sẽ xác định hình vẽ. Có khi chúng ta không cần xác định hình vẽ, chúng ta không cần vẽ hình, chúng ta sẽ xét cái phương trình giao điểm của các đường biên, chúng ta cũng tìm được cận, xác định được cận của x và cận của y. Tuy nhiên nếu như các em xác định được hình vẽ thì các em có thể xác định cận rất nhanh, và không cần phải giải cái phương trình giao điểm. Như vậy trong cái bài này là các em sẽ vẽ ba đường, ba đường. Rồi bây giờ mời các em xem hình vẽ cụ thể. Đường thứ nhất á là đường x bằng pi, x bằng pi là đường thẳng song song với trục tung. Đường thẳng 2y bằng x là tương đương với y bằng x trên 2. Đây là đường y bằng x trên 2. Và đường thẳng thứ ba đó là y bằng 2x. Đây là đường y bằng 2x. Miền D là một cái miền được giới hạn bởi ba đường biên x bằng pi, y bằng x trên 2 và y bằng 2x. Đó là một cái miền mà có ba đường biên màu đỏ như các em đã thấy. Miền D, nhìn vào hình vẽ này các em có thể tự xác định cận của miền D thử xem. Như vậy miền D x sẽ dao động từ đâu đến đâu? X sẽ dao động từ đâu đến đâu các em? X sẽ dao động từ 0 đến pi. X từ 0 đến pi. Còn y thì dao động từ đâu đến đâu? Nếu muốn xác định rõ, các em hãy nhìn cái gợi ý ở mũi tên. Cái mũi tên này là thể hiện sự dao động của biến y. Sự dao động của y. Y là dao động từ đường nào đến đường nào? Y là chạy từ đường y bằng x trên 2 cho đến đường y bằng 2x. Cận x á, thì từ 0 đến pi. Và cận y á, là từ x trên 2 đến 2x. Bây giờ chúng ta sẽ ghi lại cận của miền D. X từ 0 đến pi, y từ x trên 2 đến 2x. Như vậy tích phân được viết lại như sau. Tích phân trên miền D của sin y sẽ bằng tích phân từ 0 đến pi dx, tích phân từ x trên 2 đến 2x sin y dy. Chúng ta tính tích phân nào trước các em? Tích phân nào viết trước tính sau, và tích phân nào viết sau lại tính trước. Tính tích phân theo biến y trước, tính tích phân phía sau trước nè. Nguyên hàm của sin y là gì? Nguyên hàm của sin y là trừ cos y. Và các em thế cận là x trên 2 đến 2x. Và dĩ nhiên các em phải điền cái đáp số này đứng trước chữ dx và bên trong dấu tích phân của dx. Các em thế cận vào y thì các em thấy là chúng ta có là trừ cos 2x. Thế cận dưới là đổi dấu là cộng cos của x trên 2.
Như vậy là tích phân này sẽ bằng tích phân từ 0 đến pi cos của x trên 2 trừ cos của 2x. À, đây là một tích phân rất là đơn giản ha, các em đã được học ở lớp 12 rồi và có thể tính rất là nhanh chóng. Các em xem đáp số luôn. Cos x trên 2 nguyên hàm là gì? Cos x trên 2 nguyên hàm sẽ là sin của x trên 2 chia cho 1 phần 2, nghĩa là 2 nhân cho sin x trên 2. Và cos 2x nguyên hàm sẽ là trừ sin 2x trên 2. Các em thấy cận từ 0 đến pi. Các em kiểm tra xem đáp số của bài này có phải là 2 hay không. Chúng ta thấy pi trước nè. Thấy pi trước là chỗ này là sin, sin 90 độ nè. Sin 90 độ là sin của pi trên 2 đó. Sin pi trên 2 là bằng 1. 2 x 1 là 2. Sin 2pi, sin 2pi, sin 360 độ là bằng 0. Thấy cận dưới 0 nè. Sin 0 là 0. Sin của 0 cũng là 0 đây luôn. Như vậy là còn lại là 2 nhân sin pi trên 2 là bằng 2. Đáp số của bài toán là 2. Vậy tích phân của sin y trên miền D với D giới hạn bởi 3 đường 2y bằng x, y bằng 2x và x còn pi là 2. Đó là các em vừa quan sát xong ví dụ thứ 3. Cô mời các em quan sát ví dụ thứ tư. Đó là một cái trường hợp mà D là hình chữ nhật. Đây chính là cái công thức, cái chú ý số 3, là công thức số 3 mà cô đã chú ý trong cái bài số 1. Nếu D có dạng đặc biệt là hình chữ nhật. D là hình chữ nhật, x lớn hơn hoặc bằng 0, nhỏ hơn hoặc bằng 3, y lớn hơn hoặc bằng trừ 2 và bé hơn hoặc bằng 0. Đối với bài này thì chúng ta không cần phải vẽ hình. Và cận của x, cận của y đã rõ ràng. Đã rõ ràng như trong cái đề bài người ta đã cho. Các em chỉ việc ghi lại tích phân và tính tích phân mà thôi. Ta sẽ ghi lại tích phân. Tích phân trên D của hàm số bằng tích phân từ 0 đến 3 dx. Tích phân từ trừ 2 đến 0 x bình phương y trừ 2xy dy. Các em có thể viết tích phân từ trừ 2 đến 0 dy rồi đến tích phân từ 0 đến 3 hàm số dx. Dù cho hai cách ghi x trước hay y trước thì đáp số các em tính vẫn như nhau. Vì bài toán này là cái cận lấy tích phân là hằng số, nó không phải là hàm số. D là hình chữ nhật, đây là một trường hợp đặc biệt. Có thể ghi cận x trước và cũng có thể là ghi cận y trước. Nếu như đối với cách ghi trên màn hình thì chúng ta sẽ tính tích phân nào trước các em? Chúng ta sẽ tính tích phân theo biến y trước. Lấy nguyên hàm của hàm số theo biến y. Tích phân từ 0 đến 3 là chúng ta sẽ viết lại. X bình phương á, viết lại luôn vì các em đang tính tích phân theo y. Y có nguyên hàm là y bình phương trên 2, x là hằng số giữ nguyên, 2y có nguyên hàm là y bình phương và thế cận là trừ 2 đến 0. Thế cận vào chữ gì kem? Thế cận vào chữ y. Thế cận vào chữ y thì chỗ này sẽ là 0 nè. Thế cận trên là 0 nè. Thế cận trên vào chữ y 0 luôn, vậy thế cận trên là 0. Thế cận dưới là thế số trừ 2 vào y. Các em lưu ý là nhớ phải đổi dấu. Trừ 2 thế vào đây là 4. 4 chia 2 là 2, như vậy là 2x bình phương. Đổi dấu là trừ 2x bình phương, vì thế cận dưới là phải đổi dấu. Trừ 2 thế vào đây là 4, trừ 4x, vì thế cận dưới đổi dấu là 4x. Như vậy sau khi thế cận sẽ là trừ 2x bình phương cộng 4x. Và tích phân này các em lại tiếp tục tính tích phân bội 1 một lần nữa. Nguyên hàm sẽ là 2x bình phương trừ 2 phần 3x mũ 3.
và thế cận từ 0 đến 3. Sau đó các em sẽ có đáp số là 0. Ví dụ số 3 này là một cái trường hợp đặc biệt khi D có dạng là hình chữ nhật. Cận X đi từ một hằng số đến hằng số, cận Y đi từ hằng số đến hằng số. Như vậy là chúng ta có thể ghi cận X trước cũng được, ghi cận Y trước cũng được. Và tính tích phân ở phía sau, cái tích phân mà mình ghi sau đó là mình sẽ tính trước. Và bài này thì chúng ta cũng không cần vẽ hình. Mời các em xem tiếp một ví dụ khác về tích phân bội 2. Ví dụ số 5. Ví dụ tính tích phân. Tích phân trên miền D của hàm Y nhân Ơ mũ XY. Với D là miền giới hạn bởi các đường sau: Y bằng 1, Y bằng 10, X bằng 0, X nhân Y bằng 1. Đối với bài này chúng ta cũng không cần vẽ hình. Dựa vào phương trình đường biên của miền D, các em cũng có thể xác định được cận của nó mà không cần phải vẽ hình. Nhìn vào cái đề như vậy, các em thử xác định xem là Y sẽ dao động từ đâu đến đâu. Y là dao động từ 1 đến 10. Còn X là dao động từ đường nào đến đường nào. X sẽ đi từ 0 và đến cái đường kế tiếp là X bằng 1 trên Y. Cận của miền D là Y từ 1 đến 10, X từ 0 đến 1 trên Y. Và bây giờ chúng ta sẽ tính cái tích phân. Kem ghi lại tích phân từ 1 đến 10 DY, từ 0 đến 1 trên Y, Y nhân Ơ mũ XY DX. Tính tích phân bội 2 qua các ví dụ, các em thấy là rõ ràng là chúng ta sẽ tính từng cái tích phân bội 1. Cụ thể là chúng ta sẽ tính hai tích phân bội 1. Do đó nếu như các em đã nắm vững các công thức tính tích phân bội 1 thì việc tính tích phân bội 2 chẳng qua là làm hai lần tích phân bội 1, rất là đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ tính tích phân nào trước đây? Chúng ta sẽ tính tích phân phía sau trước, nghĩa là tính tích phân theo biến X trước. Tích phân theo biến X của hàm là Y Ơ mũ XY. Nguyên hàm sẽ là Ơ mũ XY. Thế cận là 0 đến 1 trên Y. Chúng ta thế cận này vào biến nào các em? Vào biến X. Vào biến X. Vậy là Ơ mũ 1 trên Y nhân Y là Ơ mũ 1. Là Ơ thế cận dưới là Ơ mũ 0 là 1, Ơ trừ 1. Ơ trừ 1 là hằng số. Tích phân của hằng số thì bằng hằng số nhân cận trên trừ cận dưới. Như vậy 10 trừ 1 là 9. Vậy đáp số của bài này là 9 nhân Ơ trừ 1. Tóm lại là tích phân trên miền D Y nhân Ơ mũ XY. D được giới hạn bởi 4 đường: Y bằng 0, Y bằng 1, Y bằng 10, X bằng 0 và X nhân Y bằng 1. Đó là 9 Ơ trừ 1. Một ví dụ khác về tích phân bội 2. Ở ví dụ này cô sẽ giới thiệu các em là trong cái trường hợp chúng ta sẽ không tính tích phân trên miền D trực tiếp như các ví dụ trước, mà chúng ta sẽ chia nhỏ miền D ra. Hoặc là một cái trường hợp đặc biệt, khi nào đó thì tích phân bội 2 nó sẽ bằng 0. Tính tích phân X bình phương nhân Y. Với D là miền phẳng giới hạn bởi các đường: Y bằng X bình phương, 4Y bằng X bình phương, Y bằng 4. Đó là câu thứ nhất. Và câu thứ hai, tính tích phân trên miền D với D là ellipse. Ellipse x bình trên 4 cộng y bình trên 9 bằng 1. Mời các em xem trường hợp thứ nhất, câu A. Y bằng x bình phương, đó là một cái đường parabol. 4y bằng x bình phương cũng là một đường parabol. Đây là đường parabol thứ hai. Y bằng 4 là đường thẳng song song OX. Mời các em xem hình vẽ như trên màn hình.
Đường y bằng 4. Đây là đường y bằng 4, là đường thẳng song song với x. 4y bằng x bình phương, đường parabol thứ nhất. Y bằng x bình phương, một đường parabol nữa. Miền D được giới hạn bởi 3 đường, 2 đường parabol và đường y bằng 4. Miền D đó chính là D1 hợp với D2. D1 và D2 này là diện tích bằng nhau và đối xứng nhau vô y. Miền D giới hạn bởi 3 đường parabol y bằng x bình phương, parabol 4y bằng x bình phương, y bằng 4. Đây là bằng D1 hợp với D2 nè. Hai cái miền này á là đối xứng với nhau qua trục tung. Do đó tính tích phân trên D á thì có thể tính tích phân trên D1 nè, và tính tích phân trên D2, và cộng lại thì sẽ ra tích phân trên miền D. Bây giờ chúng ta lại nhận xét về cái hàm dưới dấu tích phân. Cái hàm dưới dấu tích phân là x bình phương nhân y. Đây là một cái hàm chẵn theo biến x. Miền lấy tích phân lại đối xứng qua trục tung, có nghĩa là cận của x sẽ đối xứng. Cận x đối xứng mà hàm là hàm chẵn theo x. Do đó cái tích phân đã cho nó sẽ bằng 2 lần tích phân trên một cái miền. Đó là miền x lớn hơn hoặc bằng 0. Hoặc là các em có thể nhận xét là cái tích phân cần tính nó sẽ bằng 2 lần tích phân trên cái miền là x bé hơn hoặc bằng 0. Như vậy cô sẽ tính cái tích phân m này trên miền D2 thôi. Miền D2 là cái miền có x lớn hơn hoặc bằng 0. Các em xem lại hình vẽ. Miền D2, miền D2 là miền x lớn hơn hoặc bằng 0. Nhìn vào miền D2, các em thử xác định cận của D2 là gì. Cận của D2, đây là đường thẳng y bằng 4, đường song song với trục hành là y bằng 4. Như vậy miền D2 này là cận y dao động từ đâu đến đâu? Y là sẽ dao động từ 0 đến 4. Y là dao động từ 0 đến 4. Cái mũi tên này là nó gợi ý cho chúng ta biết là cận của x, x là đi từ đường nào đến đường nào. Nếu như muốn xác định cận của x thì các em phải vẽ tên, cái mũi tên mà bên trong miền D là phải song song với trục Ox. Cái mũi tên này là song song với trục Ox, đó là gợi ý để mình xác định cận của biến x. Như vậy cận của x là đi từ đường nào đến đường nào các em? X là đi từ đường x bình phương bằng y nè. X bình phương bằng y này á là chúng ta sẽ tính x theo y á, là nó sẽ bằng cộng trừ căn y. Như vậy thì các em lấy là căn y hay là trừ căn y? D2 là cái miền ở x dương, như vậy là lấy cái đường này là x bằng căn y, và cái đường thứ hai là x sẽ bằng căn 4y. Như vậy D2 được giới hạn bởi y từ 0 đến 4, x từ căn y cho đến căn của 4y. Như vậy tích phân m là bằng 2 lần tích phân trên miền D2, đó là bằng 2 lần tích phân từ 0 đến 4 dy, đây là cận của y, và tích phân từ căn y đến căn 4y, hàm số là x bình phương y dx. Và nhiệm vụ của các em là tính m. Chúng ta tính m là xong. Bây giờ chúng ta tính tích phân nào trước các em? Chúng ta tính tích phân theo biến x trước. Xem y là hằng số. Đây là m. Tích phân từ 0 đến 4 dy là giữ nguyên. Tích phân theo biến x, x bình phương lấy nguyên hàm sẽ là x mũ 3 trên 3, x mũ 3 trên 3. Chữ y này á là giữ nguyên. Và các em thấy cận căn y, căn 4y này là thế vào chữ x. Và sau khi thế xong á, sau khi các em thế căn 4y vào x và thế cận dưới là căn y vào x, các em thu gọn thì đáp số sẽ là
2/3 này viết lại nè, 2/3 7 lần tích phân từ 0 đến 4 y mũ 5/2 dy. Y mũ 5/2. Bây giờ các em tính tích phân tiếp tục, y mũ 5/2 nguyên hàm sẽ là y mũ 5/2 cộng 1, y mũ 7/2 chia 7/2, thế cận từ 0 đến 4. Và đáp số cuối cùng là 512 trên 3. Đây chính là đáp số của câu A. Qua câu A này thì các em nhận xét là chúng ta sẽ không tính tích phân trên toàn bộ miền D mà chúng ta sẽ tính tích phân trên một miền con của D. Đáng lẽ là chúng ta sẽ tính tích phân trên D1 cộng tích phân trên D2. Nhưng vì D1 và D2 có diện tích bằng nhau, đối xứng với nhau qua trục tung, hàm đã cho lại là hàm chẵn theo x, do đó tích phân đã cho là tích phân cần tính sẽ bằng 2 lần tích phân trên miền D2. Và câu B sẽ là một trường hợp đặc biệt khác. Cô mời các em xem cái trường hợp thứ hai. D là miền phẳng giới hạn bởi elip. Elip này có bán kính trục là 2 và 3. Đây là miền D. Đây là elip. Có bán kính trục trên trục hoành là 2 nè và trên trục tung là 3. Elip này là đối xứng với nhau qua OI, qua OX và cả qua tâm O. Các em sẽ nhận xét về cái hàm dưới dấu tích phân. Hàm dưới tích phân x bình phương nhân y, đó là một cái hàm lẻ theo biến y. X bình phương nhân y là hàm lẻ theo y, nhưng mà miền lấy tích phân á lại là elips, và cái miền này đối xứng nhau qua trục OX, có nghĩa là cận y đối xứng. Cận y đối xứng mà hàm lẻ theo y, tích phân của hàm lẻ trên cận đối xứng. Do đó tích phân cần tính của chúng ta là sẽ bằng 0. Như vậy câu B là tích phân bằng 0 và các em không cần phải tính. Các em chỉ cần nhận xét là hàm dưới dấu tích phân là hàm lẻ theo biến y, miền lấy tích phân lại đối xứng qua trục OX. Do đó tích phân cần tính là bằng 0. Em đã biết là bất kỳ chúng ta lúc nào thì cùng một lúc cũng có rất là nhiều công việc phải làm. Như vậy thì chúng ta phải biết lựa chọn là công việc nào làm trước và công việc nào làm sau. Và trong cái tính tích phân cũng vậy. Như trong các ví dụ các em thấy thì có khi chúng ta tính tích phân theo biến x trước và tính tích phân theo biến y sau, và có khi chúng ta lại tính tích phân theo biến y trước và theo biến x sau. Thì làm thế nào để biết rằng là cái bài nào thì nên lấy tích phân theo biến y trước và bài nào thì nên lấy tích phân theo biến x trước? Đó cũng là một cái vấn đề để chúng ta sẽ tính tích phân nhanh hơn. Và để nói về cái phần này thì cô sẽ giới thiệu với các em ở cái bài học kế tiếp là đổi thứ tự lấy tích phân. Và bài giảng của chúng ta hôm nay đến đây là tạm dừng. Hẹn gặp lại các em vào buổi học lần sau.